do thiết kế motor liền hợp số và đi thẳng ra trục nối nên nó sự hoạt động nó sẽ ổn định hơn, và cái hiệu quả về tạo dòng cũng như tạo oxy nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Xin chào cả nhà, vừa như xin giới thiệu với cả nhà một cái bộ quạt là 18 cánh và sử dụng motor giảm tốc liền hợp số ha. Phía sau lưng vừa như đây là một motor 3.0 và chạy 18 cánh, hiện tại là lắp đặt là 7 phao thuyền. Phao thuyền này thứ nhất là đã có sẵn con lăn con tăng đưa và đây là trọn bộ mà Farm X sẽ cung cấp, là bao gồm motor nè, nền đặt motor trên phao nè, phao quạt, cánh quạt. Và cái bạn nhìn thấy là sơ lược thì cái việc lắp đặt rất là đơn giản, chỉ bao gồm là một motor đi tới một bố nối, sau đó đi thẳng qua các cánh quạt. Hiện tại là đang lắp 18 cánh phù hợp cho ao có diện tích từ khoảng 600, 800, 1000, 1200 mét vuông đều có thể sử dụng được. Thì bây giờ đã lắp đặt xong rồi, xong hết rồi, bây giờ chỉ là mình bật cầu dao lên để cho mọi người thấy như thế nào ha. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Mình có thể căn chỉnh cái chiều dài lắp dài hơn, như hiện tại là Farm X lắp đang lắp là khoảng 10 mét của cây lắp. Lắp là sử dụng là ống lắp 34. Lắp sẽ sử dụng ống lắp 34. Cánh quạt thì mực nước là ngập một lỗ là ok ha cả nhà. Đây. Do thiết kế motor liền hợp số và đi thẳng ra trục nối nên nó sự hoạt động nó sẽ ổn định hơn, và cái hiệu quả về tạo dòng cũng như tạo oxy nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời là không có mắc nhiều cái công đoạn là từ tối từ trên bờ đi xuống, do đó cái việc tiết kiệm điện của motor cũng là tối ưu hơn. Đây, quay tiếp cho mọi người xem. Là đậm luôn á, im á. Phạm vi tạo dòng là lên thể có thể là khoảng 10 mét. Tạo dòng tới kia khoảng 10 mét. Đây là bộ quạt 18 cánh sử dụng motor giảm tốc liền hợp số 3.0 kW và hiện tại là đang chạy ổn định, test ổn định nha. Ở Farm X sẽ cung cấp cho bạn là chọn gói bộ quạt này luôn, từ cánh quạt, phao quạt, láp, máy thổi, motor, tất cả các phụ kiện thì đều là đầy đủ hết cho mình, để về chỉ việc mua lắp đặt là sử dụng được. Clip đến đây là kết thúc. Các bạn có nhu cầu mua hàng hãy điện về số điện thoại 0899 199 700 để được giao hàng và vận chuyển toàn quốc. Xin chào các bạn.